Vì sao Man U từ chối bán Harry Maguire cho West Ham? Man U vừa từ chối lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng mà West Ham đưa ra dành cho trung vệ Harry Maguire. West Ham đang nỗ lực để có được bản hợp đồng đầu tiên trong mùa hè này sau khi bán Declan Rice cho Arsenal với giá 105 triệu bảng cho Arsenal. Huấn luyện viên David Moyes là người rất ngưỡng mộ tài năng của Maguire. Vì vậy, ông rất muốn đưa trung vệ người Anh về sân London Stadium nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ West Ham. Theo tờ The Sun, sau khi bị tước băng đội trưởng Man U, Maguire đã thất vọng về quyết định của huấn luyện viên Erik ten Hag. Cầu thủ 30 tuổi muốn rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè này để ra đi tìm kiếm biến độ mới. Mới đây, West Ham đã hỏi mua Maguire với giá 20 triệu bảng nhưng lời đề nghị này đã bị Man U từ chối thẳng thừng. Được biết, Quỷ Đỏ muốn bán trung vệ người Anh với giá từ 40 đến 50 triệu bảng. Do đó, nếu muốn nhận được cái gật đầu đồng ý của Man U, West Ham buộc phải nâng giá mua Maguire. Về phần mình, nếu muốn đầu quân cho The Hammers, tuyển thủ Anh buộc phải cắt giảm đáng kể mức lương 200.000 bảng mỗi tuần mà anh đang nhận tại Man U. Ngoài Maguire, West Ham đã đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng cho tiền vệ Conor Gallagher của Chelsea và mức giá 25 triệu bảng cho tiền vệ James Ward-Prowse của Southampton nhưng đều bị từ chối.